Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì là 8 giờ tối của ngày 6 tháng 5 năm 2021. Sở dĩ tôi không định nói về VinFast nữa, nhưng có quá nhiều bác nói về chuyện này và yêu cầu tôi nói. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì cái video clip gần nhất của tôi á là phát vào lúc 5 giờ chiều, thì ngay lập tức lúc đó khoảng tầm 15-20 phút sau thì trên tờ Zing đã có thông điệp của phía VinFast trả lời về cái việc này. Và nhiều bác yêu cầu tôi là bây giờ thì cái sự việc này như thế nào. Thì góc độ truyền thông tôi sẽ xin chia sẻ các bác thế này. Đây là bài báo ở trên Vinh, trên Zing, với một cái tiêu đề rằng là đại diện VinFast cực chẳng đã, chúng tôi mới viện đến pháp luật. Thứ nhất, ở tiêu đề này thì chúng ta có thể thấy nhận xét một điều là VinFast mặc dù là một tập đoàn hàng đầu Việt Nam với số vốn đến hàng tỷ đô la và được chuẩn bị định giá với cái giá trị là 50 tỷ đô đấy. Mình cứ cho là chục tỷ đô đi, vài chục tỷ đô đi. Thì với cái tiêu đề thì như là một, tôi nhận xét luôn, bởi vì góc độ báo chí thì không lạ đâu. Anh em nhà báo và nhiều người ở Dinh, nhiều người ở nơi khác biết cả tên tôi luôn. Thì cực chẳng đã, chúng tôi mới phải viện đến pháp luật như là một cái nước cuối cùng của phía của Vin. Trong bài này thì có rất là nhiều điều, nhiều bác comment rồi, nói rất là rõ như thế này: vì sao VinFast không lắng nghe và giải quyết các vấn đề khách hàng mà lại kiên quyết đưa ra vụ việc ra pháp luật? Thì ở đây á, thì đại diện của VinFast trả lời cụ thể thì các bác có thể tìm đọc ở trên tờ Zing và một số báo khác là cũng đăng lại rồi. Bao gồm rằng là 20 tháng 4 đến 28 tháng 4 thì không chỉ có một video clip mà là nhiều video clip mà kênh Yêu Cầu TV của bạn Trần Văn Hoàng có đưa. Rồi với câu hỏi rằng là YouTuber đồng thời là chủ xe Lux 2.0 có sửa xe 10 lần dù mới chạy 8.000 km thì ở đây á, là lịch sử thì cho thấy rằng là 10 lần thì không phải, mà chỉ có 7 lần, 2 lần thay dầu hay lần nọ kia. Thì bạn ấy nói như vậy. Và thì các bạn trả lời của bên tổng giám đốc, phó tổng giám đốc ấy, nói như vậy. Và chỉ có 5 lần thôi nếu trừ đi 2 cái lần đó. Và ông có thể công khai 5 lần vào xưởng của khách hàng là sửa chữa những gì và kết quả xử lý thế nào. Thì ở đây á, là xử lý và nói vào ngày 3 tháng 3, 11 tháng 3 và nọ kia đấy. Xin phép với các bác, đấy là câu chuyện á. Và rồi phản ánh về độ ồn của xe, rồi ra làm sao và cái kết quả này để khách hàng công nhận ra không. Thì có một số cái công nhận như thế. Rồi thực tế đến thời điểm này tình hình chiếc xe ra sao đó, rồi còn nhiều hiện tượng đó. Thì rất nhiều những cái câu trả lời trên này, nhưng phân tích góc độ truyền thông ấy, thì tôi xin điểm với các bác để các bác có thể rằng là hiểu chút về báo chí và khi đọc. Tại sao tôi lại phải nói thế? Tôi chia sẻ các bác thế này, cái tiêu đề rất quan trọng. Tiêu đề thì dẫn lời của VinFast đó, thì tôi đã phân tích rồi. Cái thứ hai nữa liên quan tới pháp luật thì có những cái vấn đề trực diện như là tôi chia sẻ thì không thấy phóng viên hỏi, bởi vì phóng viên không phải là người ngốc. Anh chia sẻ các bác là thế, đã là phóng viên phỏng vấn thì họ có một cái trình độ tương đối cao, và chắc chắn để viện dẫn đến pháp luật là một cái từ rất chung chung, nhưng viện dẫn đến pháp luật ở mức độ nào thì mới là vấn đề. Mức độ là khiếu kiện, khiếu nại, hay mức độ là tố cáo, hai vấn đề phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cùng là một cái tội vu khống thì tôi có thể kiện hoặc thông tin sai sự thật. Các bác có thể tìm trên mạng rất nhiều, kiện một người ra tòa, thậm chí các ngôi sao cũng khiếu kiện nhau việc đó rất là nhiều. Đó. Trấn Thành vừa rồi cũng đi đàng hoàng làm những người mà nói sai sự thật về mình, đến gặp mặt tận nơi đàng hoàng và yêu cầu gỡ rồi yêu cầu xin lỗi, chuyện rất bình thường. Kể cả ngày trước Phương Thạnh có một dạng như thế. Đấy là những ngôi sao, rồi những nhãn hàng cũng có thỉnh thoảng một vài như thế. Thế nhưng đấy là vấn đề khiếu kiện, vấn đề là làm truyền thông cho ra nhẽ. Còn ở đây á, vấn đề tố cáo là một vấn đề rất trầm trọng, bởi vì có thể quy theo điều luật nào, tội vu khống hay là điều 331 Bộ Luật Hình Sự như luật sư Trương Thanh Đức cũng đã nói, và điều đó thì hoàn toàn có thể đi tù.
và hình sự hóa vụ việc dân sự. Thì ở đây đại diện VinFast nói, nhưng nếu mà VinFast mà kiện ra tòa thì chắc chắn là tôi không bao giờ tôi làm những cái video clip kiểu này, bởi vì tôi ủng hộ cái điều đó. Có gì thì ra tòa phán xử, hai bên trình bày nguyên đơn bị đơn và tòa sẽ yêu cầu trưng dụng, yêu cầu giám định trưng dụng, rồi tất cả mà ra phán quyết rằng anh Hoàng này phải xin lỗi hay không, phải cải chính hay không, bồi thường hay không, kiểu thế thì rất là sòng phẳng. Nhưng đây thì đưa ra chứng cứ thì toàn bộ đến bây giờ chúng ta mới thấy, thứ nhất chúng ta chưa nhìn thấy cái đơn mà gửi ra phía công an của bên VinFast là cụ thể những cái gì thì chưa có. Toàn bộ những cái câu chuyện mà bạn đại diện của VinFast hôm nay nói thì cũng là chủ quan của phía bạn đó. Các biên bản thì có biên bản xác nhận sự việc và có biên bản không xác nhận sự việc. Thì liệu rằng là có làm việc ở VinFast vài lần trước nhưng mà VinFast bạn ấy không ký thì những lần đấy thì không tính, hay là bạn ấy chỉ ký 5 lần thôi. Và câu chuyện tiếp theo nữa là vấn đề là xử lý dứt điểm hay không. Tôi chỉ lấy đơn giản thế này. Cái cả xe của tôi cũng thế. Xe của tôi bình thường. Khi mà tôi đưa vào xưởng để mà hỏng chẳng hạn, thì đúng là nó hỏng thì mình mới đưa vào xưởng, nó bị lỗi nào đó mình đưa vào xưởng. Đưa vào xưởng thì lúc khắc phục xong tôi vẫn ký đàng hoàng ra ngoài. Thế nhưng mà lúc sau thì lại vào lại, nó vẫn chưa xử lỗi được, thì tôi lại phải vào lại lần nữa. Thì đấy là lần thứ hai. Đó. Nghĩa là vấn đề lúc đó thì mình vẫn ký bình thường. Thế nhưng lúc sau đi ra ngoài xong 1-2 hôm nữa nó bị lỗi thì mình lại đưa vào tiếp. Dạng như vậy. Thì đấy là những cái trường hợp như thế nào thì mình cũng phải nhìn góc độ cụ thể. Nhưng tôi thì không đi sâu vào cái việc đúng sai. Như các bác, tôi đã chia sẻ với các bác rồi. Và vấn đề ấy, nó có như thế này này. Sự việc nó càng cao trào, nó càng để lâu thì VinFast càng thiệt. Đầu tiên là thế đã. Giống như tôi và các bác ấy, tất nhiên khi ra đến pháp luật rồi thì chúng ta cố gắng để mà giành được cái lợi thế về mình, cố gắng đúng về phía mình. Thế nhưng ấy, để mà bác nào trước này các bác đi thắng kiện, nhà tôi cũng kiện mấy lần và kiện được, gần như bị lừa đảo ấy, nhưng mà kiện được, lấy lại được đất đó, người họ hàng tôi. Nhưng mà bảo có đi lại lần nữa không, tất nhiên là đến lúc đó họ lừa đảo mình quá rồi mình phải đi, nhưng bảo là muốn đi kiện không thì chả ai muốn cả đó. Cho nên là đến nước này rồi thì càng để lâu thì VinFast càng thiệt và càng tạo điều kiện cho những người khác. Và đặc biệt như tôi đã chia sẻ với các bác, đá quả bóng sang bên công an là một cái mà tôi thấy rằng là rất khó xử, giống như là một tiền vệ trung tâm đó. Anh công an bị nhận bóng và bây giờ là anh không biết xử lý thế nào, trong khi đó là tự bao vây tứ bể, xử lý nó khó lắm. Để xử lý thế nào thì cái đội phản động nó cũng thể nói được. Và khi mình xử lý thì tôi cũng thành thật khuyên người anh của tôi hôm nay ấy, cũng là lãnh đạo đấy của bên an ninh ấy, cũng khuyên thẳng thắn luôn rằng là khi mình xử lý như thế thì mình đồng thời cũng phải chuẩn bị trước các kịch bản truyền thông, các kịch bản để mà phản bác lại phía quân bên kia nó đang muốn phá vỡ cái sự ổn định của chúng ta. Thì mình phải chuẩn bị sẵn cái việc đó, chứ mình không phải là mình đưa ra rồi mình chờ đợi rồi đến đâu đến đó. Đi ra trận chiến thì rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị toàn bộ các kịch bản và phải diễn tập trước cái việc đó, cái việc này, chứ không phải là đơn giản là cứ xông ra mà chiến đấu đâu, không có chuyện thế. Thế cho nên ấy, đặc biệt để các bác có thể thấy một cái như thế này. Các bác nhìn về, thứ nhất comment ở trên tất cả các tờ báo của Việt Nam thì đều có sự kiểm duyệt. Và kiểm duyệt này là bên phía của chính bản thân báo chí. Tôi cảm thấy có một cái sự bất thường rất lớn ở trong cái comment của tờ báo Zing News. Bất thường rất lớn nhé. Bởi vì gần như toàn bộ những comment ở trên tờ Zing này đều đứng về phía của VinFast. Họ được hiển thị lên đầu. Đó. Ví dụ như của bạn Phan. Lúc đầu mới xem YouTube thì cậu này chạy xe Grab gắn máy cũng thấy hay. Sau đó đổi sang bên tay côn chạy Grab tôi đã thấy ngờ ngợ. Sau đó cậu này đổi lên xe 4 bánh chạy Grab và luôn miệng nói bóng gió mình 3.3. Đó. Lượt thích thì là 965 và lượt không thích là 489. Của bạn Năm thì là thông tin như VinFast đưa ra rất rõ ràng chi tiết. Và mỗi chi tiết đều có bằng chứng cụ thể. Mình đang sử dụng xe Lắc A và thấy rất hài lòng. Mọi người nên phân biệt lỗi sản xuất và lỗi do người dùng làm hỏng.
Người tiêu dùng cần phải được bảo vệ nhưng uy tín của doanh nghiệp cũng cần được bảo vệ. Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Đó. Rồi bạn KSV lạm dụng ngôn luận tung tin và làm hại người khác thì cần phải lên án. Ai cũng cần sự góp ý chân thành, nhưng góp ý phải có nơi có chỗ. Đưa tin lên mạng như thế không khác gì là làm hại người ta. Vân vân. Rồi bạn Hòa Trần. Đọc bài phỏng vấn này của VinFast rất cầu thị, mong VinFast và Trần Văn Hoàng sớm giải quyết vụ việc. Vì điều cuối cùng, Việt Nam vẫn cần một thương hiệu ô tô mạnh, cạnh tranh với thương hiệu quốc tế. Và người tiêu dùng ai cũng mong ô tô để di chuyển, vì như thế mới thể hiện được sự văn minh phát triển. Cá nhân tôi thì tôi thấy đa phần các comment, hầu như toàn bộ những comment được đính ở đó, thì đều là những comment mà ủng hộ VinFast. Tìm mỏi mắt không thấy một cái comment nào như ở kênh Trang Trang TV của tôi. Chính vì thế, khi chúng ta đọc, chúng ta nhìn thì chúng ta cũng có một cái gì đấy nó bất thường, nó phi logic, thì chúng ta cũng suy nghĩ một tẹo để xem rằng cái sự bất thường nó là cái gì. Còn giống như mọi tỷ lệ ở trên thế giới này đều không bao giờ là có chuyện 100%. Nhất là ở những cái số lớn khoảng tầm 10.000, 15.000 đổ lên thì không bao giờ có tỷ lệ là 100%. Bởi vì mỗi cá nhân là một thực thể độc lập và có tư duy và suy nghĩ độc lập. Chính vì thế có thể đám đông người ta sẽ tỏa theo hướng này, nhưng chắc chắn sẽ có những cái phần trăm người tỏa theo hướng khác. Đó là chân lý và không bao giờ có cái sự như vậy. Tôi thì suy nghĩ như vậy, thì không biết các bác suy nghĩ thế nào. Nhưng mà đây là cái bài mà phía The Zing thì tôi đánh giá là không cao về phía của VinFast. Thật sự là bác như thế. Tôi đánh giá không cao về VinFast. Bởi vì là đưa ra như thế vẫn chưa cụ thể. Và nếu như đợt tới và những lập luận như thế này mà không chặt chẽ, mà bên phía của bạn Hoàng bạn lại đưa ra một vài cái clip nữa, thì chưa cần biết rằng là bên phía của ông VinFast đúng hay sai, bên phía của ông GoGo TV đúng hay sai, nhưng sự việc nó sẽ đẩy lên cao trào và lùm xùm. Và chắc chắn khi đã lùm xùm rồi thì là kiểu là thiệt hại. Giống như kiểu mình đã vác đơn đi rồi, thì báo cáo với các bác rằng là nó mệt mỏi lắm, nó ưu tư lắm. Lúc đấy được và mất nó khác. Lúc đấy chỉ ước rằng là lúc đấy mình đừng có cái quyết định như vậy, để bây giờ mình lại phải mang đơn đi. Khổ. Đấy là đôi điều để các bác có thể thấy rằng là trong ứng xử truyền thông thì ngoài pháp lý còn có đạo lý, còn có nhân văn, còn có nhiều thứ khác nữa. Chứ không hẳn rằng là vấn đề là rạch ròi đúng hay sai. Vì đúng hay sai nó chỉ là một cái tiêu chí cụ thể, dựa theo những căn cứ cụ thể. Còn nhân đây tôi cũng muốn nói thêm với các bác đôi điều thế này. Vừa nói gì mà định quên mất rồi. Cái gì ấy nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi. Thôi được rồi. Để mà tôi, bởi vì đầu óc nó cũng nhiều khi cũng có vấn đề. Một điều rất quan trọng á. Về VinFast, về mọi người. Vì các bác có thể thấy rằng là chúng ta rất mong muốn có một VinFast phát triển, trở thành một đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Mà không chỉ VinFast, mà còn nhiều hãng khác nữa. Những hãng đầu tư tử tế, chuyên nghiệp để mà giúp mọi người, kể cả người dân Việt Nam, có cái niềm tự hào ở trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng truyền theo những cái giá trị nhân văn, nhân bản để mà cùng nhau phát triển. Chứ không phải rằng là chúng ta cứ auto để mà chấp nhận tất cả mọi thứ được. Đây là một xã hội và người tiêu dùng hay là người doanh nghiệp gì đấy cần phải được bảo vệ. À, đấy, tôi nhớ ra rồi. Liên quan đến cái việc mà các bác bảo rằng là doanh nghiệp Việt Nam á, là cần phải được bảo vệ. Đó, tôi hoàn toàn đồng ý với các bác về điều đó. Chúng ta phải bảo vệ những doanh nghiệp. Nhưng chính cái cách mà để những cái lời can gián, những cái lời can gián mới nói mới là cái bảo vệ, chứ không phải là cái điều gì cả. Đôi lời chia sẻ với các bác như thế. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.